Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tiếp tục các cái video liên quan đến các cái thiết bị đầu cuối của VNPT á. Thì ngày hôm nay đây như tiêu đề mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái việc là áp phơm của thiết bị MEP. Thực tế là cái việc áp phơm này nó rất đơn giản thôi. Nhưng vì sao mình phải làm video này là thực tế là do kỹ thuật của Thanh Hóa cũng như là tỉnh, đặc biệt là khách hàng. À, chúng ta khi chúng ta ngồi ví dụ nghiên cứu về MEP, chúng ta hay thử nâng các bảo phơm mới để có những cái chức năng mới của MEP. Nhưng vấn đề gặp phải là nhiều khách hàng phản ánh với mình là khi đang nâng thì nó bị lỗi này thì không khắc phục được. Thường thì các thiết bị MEP mà khi nâng lỗi là gần như không khắc phục được, chúng ta phải thay thiết bị khác hoặc là gửi đi bảo hành, rất là mất công. Thì cái việc nâng rất đơn giản, nhưng mà các bạn hay không để ý có một đoạn nó rất là ngắn này, thì mình sẽ hướng dẫn lên cho các bạn. Ở đây trước khi đi vào video thì mình sẽ giới thiệu qua mọi người một chút. Thì VNPT đang triển khai các dòng camera đó, các cái dòng camera cho VNPT đây. Mọi người cũng có thể tham khảo, đây là các cái dòng camera an ninh đây. Thì ở các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách về giới thiệu cho các bạn các dòng camera này, cũng như là cách cài đặt xem nó có gì ưu việt hơn so với các cái dòng camera truyền thống của các cái hãng HK Vision, Dahua đó, để các bạn có thêm cái lựa chọn sản phẩm an ninh cho gia đình nhà mình. Thì đây mình sẽ đi vào luôn. Trước mắt mình sẽ tải cái firm về đã. Đâu rồi, firm nào đây, ok. Trước mắt nha các bạn, nhìn nè, ở đáy hoặc bên hông các cái thiết bị MEP của chúng ta á, chúng ta sẽ có một cái là tên wifi là EWDD7A8C, là mỗi loại thiết bị sẽ có một tên wifi riêng. Chúng ta sẽ kết nối cho wifi này của thiết bị MEP, đây là tên wifi khi chúng ta chưa đồng bộ thì đang mặc định nhà sản xuất. Được chưa, mình kết nối đã. Giờ ok, cái nó thành công rồi này. Chúng ta sẽ log cho địa chỉ IP là mặc định của nó là 192.168.85.1. Đây. Được chưa? Và với tài khoản là root VNPT, đây là mình đã đăng nhập ở đây, nó nhớ. Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần system này và firmware update. Thì tùy từng firm thì cái chỗ up firm nó khác nhau, đa phần nó ở trong phần system cả. Các bạn cứ vào đó sẽ thấy system hoặc là setup gì đó. Thì vào đây chúng ta chọn tệp, tìm đến cái tệp như chẳng hạn như của mình đang là bản 12SX đúng không, 12SX nè, 12SX đúng không. Thì mình hiện tại firm mới nhất 12SX là đang bản 1.52. để xem cái bản firm nó mình đang để ở đâu nào. Ok, ngoài desktop đây, được chưa, 1.52 giờ chúng ta nhấn upload này. Nhưng mà khi chúng ta nhấn upload nha, các bạn lưu ý giúp mình một điều này, nhấn upload nha. Ok này, đây này, chúng ta sẽ thấy một cái dòng nó chạy này, các bạn thấy rõ chưa, thấy một cái dòng nó chạy chưa, đây này, thấy cái dòng nó chạy chưa, được chưa. Thì lưu ý rằng cái dòng này nó phải chạy hết cái đoạn đường này này, được chưa? Cái dòng này nó phải chạy hết cái đoạn đường này này thì chúng ta mới update thành công được. Vậy thì nên mình khuyên và cũng như hướng dẫn cho, khuyến nghị cho kỹ thuật đó, chúng ta update là chúng ta nên update ở trên máy tính đó để giảm thiểu cái việc lỗi. Như thế này chúng ta chuyển sang tab khác, chúng ta làm việc vẫn ok đúng không. Nhưng khi chúng ta sử dụng ở trên điện thoại ấy, chúng ta khi sử dụng điện thoại này đúng không, thì khi chúng ta đang update cho sản phẩm MEP của chúng ta đi, thì tự nhiên chúng ta có nhận được tin nhắn của bạn, của cơ quan hay là tin nhắn gì đó, chúng ta nhấn vào tin nhắn đó thì nó thoát ra khỏi như là chúng ta sẽ chuyển sang cái tab khác, nó không ở cái tab update nữa. Vậy tính ra là nó đang trong quá trình update là tự nhiên nó bị lỗi, là lỗi thiết bị MEP của chúng ta luôn. Các bạn lưu ý giúp mình là khi chúng ta nhấn update là không thao tác bất kỳ một cái gì khác ngoài việc update. Nếu mà ta update bắt buộc lắm á, update ở trên điện thoại chúng ta cần để nguyên và cố gắng để màn hình sáng liên tục nha, đừng có để cho màn hình tắt khóa máy là bị lỗi đấy. Các bạn cứ để cho nó để nguyên như thế này để sáng màn hình, khi nào nó chạy hết cái đoạn đường dài này, là khi đó là nó đẩy firm vào thiết bị MEP thành công và cũng như là nó update xong đó. Một lưu ý rất là cơ bản thôi, nhưng mà rất nhiều kỹ thuật cũng như là khách hàng chúng ta thực hiện là không để ý cái chỗ đó, là gây ra cái việc là thiết bị MEP chúng ta bị lỗi, là một là phải gửi đi bảo hành, hai là hư hỏng luôn mà thay thế thiết bị khác. Đó, một cái điều rất là quan trọng. Thì các bạn kỹ thuật cũng như là
khách hàng chúng ta lưu ý giúp mình một cái điểm nhỏ như vậy đó. Ok, thì đấy, đó chỉ là một cái việc rất đơn giản thôi. Thì ở video tới thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, giới thiệu mọi người chút liên quan đến các cái dòng camera. Thì hiện tại thì cái dòng camera an ninh này thì của các nhà mạng bây giờ đều có cả rồi, VNPT cũng có, Viettel cũng có, FPT cũng có. Mà cái giá thành của các sản phẩm này là tương đối là cao so với thị trường camera. Ví dụ mình sẽ cho mọi người gần camera của iMao đi chẳng hạn, đúng không? iMao chúng ta có thể thấy đây 459, 500.000 một cái này, cả thẻ nhớ là khoảng tầm gần 500.500-600, đúng không? Nhưng camera của FPT thì chẳng hạn, chúng ta thấy giá thành tương đối là cao, nó cứ tầm triệu, hơn triệu một cái thiết bị, đúng không? Thì vì sao lại cao như vậy? Kể cả như thiết bị của Viettel, hiện tại là thiết bị camera an ninh của VNPT đang là một cái thiết bị có cái mức giá là tương đối là dễ thở cho khách hàng so với các nhà mạng khác. Và đặc biệt là VNPT Thanh Hóa, VNPT là đang cho khách hàng các cái gói cước, khách hàng có thể chuyển đổi gói cước vừa được sử dụng internet, vừa được trang bị thêm camera trong gói cước đó, hoặc là chúng ta có thể thuê camera. Cái camera indoor mình nhớ nhầm như là 40.000 một tháng đó. Nó cũng tương đối là rẻ thôi. Thì trong một số khách hàng chúng ta có thể thuê cũng được. Thì chúng ta phải giải thích vì sao cái giá thành camera nó lại đắt như vậy. Thì thực tế là chúng ta cần phải biết được là các cái dòng camera, mình không tiện kể tên, số camera thông dụng bây giờ chúng ta đang chẳng rẻ chúng ta hay mua là camera của nước ngoài, và các cloud, các server của nó để nước ngoài cả, thì các dữ liệu nó phải đẩy về đó, và khi chúng ta và nó từ server đó nó sẽ đẩy về trên điện thoại chúng ta theo dõi. Thì cái việc là khi đẩy về các server nước ngoài đó, chúng ta sẽ không tránh khỏi được cái việc lộ lọt các thông tin, và cũng như các bài báo nó đã đưa rồi, lộ lọt thông tin cá nhân, hình ảnh nó rất nhiều đó. Còn các camera của những các nhà mạng bây giờ là cloud trong nước, an toàn, được sự quản lý của nhà nước, nên đâm ra là cái việc bảo mật của nó tương đối tốt đó. Thì vì vậy là cái lượng, cái giá thành của nó sẽ nhỉnh hơn. Vì nước ngoài là các camera đó là nó là có một tập đoàn riêng của họ rồi, thì nó sẽ rẻ hơn. Trong nước của chúng ta thì chỉ là mới, nên là trước mắt đầu tiên thì cái giá nó sẽ là hơi nhỉnh hơn một chút, không cao lắm đâu, nó sẽ rơi khoảng tầm 700-800, tầm tầm đó. Đó, nhưng mà về cái việc an toàn là chắc chắn nó sẽ an toàn hơn các thiết bị của các hãng khác. Đó, mình không tiện kể tên liên quan đến vấn đề bản quyền. Đây, chúng ta chạy gần xong rồi đây. Ok, rồi. Vậy là xong rồi. Đó, cái việc như vậy đó, về là thiết bị chúng ta đã update xong. Bây giờ chúng ta kết nối lại cái là bây đang trước là bản firmware 1.5.1.34 đúng không? Thì sau khi kết nối lại thì nó sẽ là đấy, cái giao diện đăng nhập nó là khác này đấy, và bản thân của mình bây giờ đang 1.5.1.52 đó, rất đơn giản đúng không? Việc nâng firm rất đơn giản, nó chỉ lưu nhờ các bạn lưu ý một điều là để ý các cái dòng lắp bình của nó này, nó chạy hết cái dòng ngang, đường ngang này thì mới ok, được chưa? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và chúng ta sẽ chào đón các bạn quay trở lại video của mình với video tiếp theo liên quan đến việc mà mình sẽ giới thiệu camera. Ok, cảm ơn các bạn.